nhé, xong bỏ nó xuống bảng. Hello các bác, đây là một cái miếng thịt, phải tập nó nhỏ dần dần đi vì tối nay tôi sẽ nói rất là nhỏ, nói nhỏ như thế này đấy các bác. Đây là một miếng thịt trâu đã tẩm ướp hoàn chỉnh, nhưng mà chưa gọi là thịt gác bếp được, nó chỉ là thịt trâu thôi. Đây mà khén này, mà khén gừng này, ớt, muối, nằm ở đây, rượu nữa. Nhưng mà tối nay bắt đầu mới nó mới thành thịt trâu gác bếp các bác ạ. Thằng Toàn nó đang đứng sau đây nhưng mà kệ nó đi. Nó thèm lắm rồi, nhưng mà nó say rồi, sáng nay nó uống rượu sớm nó say rồi, kệ nó đi. Hôm nay thằng này chắc nó say cả ngày rồi, hôm qua Việt Nam vô địch mà các bác. Đeo khăn băng rôn đi. Vào đây nào. Cho to sướng là đeo băng rôn chụp ánh đi. Sao chết chưa? Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, luôn luôn là chúng ta con người Việt Nam. Sai siêu. Không bao giờ quên, không bao giờ quên. Say chưa? Dạ. Có say không? Không, làm gì say, say là làm nấu cơm nào được. Thế thôi, hôm qua Việt Nam vô địch thì cảm giác thế nào? Cảm giác sướng lắm, vui mà chưa đến chưa tới tầm được. Hôm nay cả vui hơn nữa. Này. Thế hôm qua thua một con gà thì sao? Thế bảo đi nướng không đi nướng thì. Thôi đi nấu cơm đi, đi nấu cơm. Đi bảo nướng không nướng. Sao? Ngam cơ. Đó lim được cho. Thằng Toàn nó say từ hôm qua đến hôm nay nhỉ. Hôm qua nó cá cược với tôi ấy, bóng đá thì nó thua tôi là nó mất con gà 2 cân. Nó đang đứng ngoài kia rồi, vợ nó thì mặt tức lắm rồi đấy, vợ nó đứng sau này không nói gì đâu. Mà anh em tôi thì buồn cười lắm, thằng nó say rượu mà. Nó linh ta linh tinh. Tại nói và một tiền thì đi nhanh là vàng thì càng học nó rồi là chưa là vang lút trai sử sẽ hướng nào vì sinh là mới được sinh rồi học nó để mắt nào. Đây các bác, toàn bộ con trâu ngày hôm nay đây, chỉ còn có 2 cái 3 4 4 cái thanh này là còn chưa treo kín được. Còn toàn bộ trên này là kín hết rồi. Thì hẹn các bác đêm nay nhá, hôm nay con trâu nó cũng không to lắm, nó non thôi, cho nên là sẽ rất là mềm luôn. Các bác hỏi trâu thì mềm hay dai? Chắc chắn là trâu thì trâu thì dai các bác, nhưng mà con non thì nó sẽ mềm hơn một chút. Còn con già thì dai, dai thì nó sẽ có vị ngọt riêng của trâu, còn con mềm thì nó lại tùy vào người, khẩu vị thì không nói hết được. Anh thêm đang lấy cùi góc kia rồi đấy. Toàn bộ chỗ này đợi đêm nay các bác nhá. Thank you.
khuya rồi, nói về bé bé thế này thôi. Đùa thôi, nói to to được một tí. Nhưng mà bây giờ đang là rất khuya các bác. Các bác có nhìn thấy cái ánh đèn nó chiếu vào có những cái này đẹp không? Nhìn nó hay phết nhỉ. Thì bây giờ đang ở bản nó rất là khuya rồi, tôi xin phép mà nói cũng giọng rất là bé thôi các bác nhá. Bởi vì bản đêm mọi người ngủ, thậm chí có nhà ngủ thì 8 giờ tối rồi. Cho nên là không gian bây giờ nó rất là yên tĩnh. Anh em tôi đang đi kiểm tra cái thịt trâu gác bếp của ngày hôm nay đấy các bác. Thì đã có bắt đầu có những cái miếng nó là chín rồi. Thì hôm nay tôi có nói là ăn thịt trâu gác bếp ngon là như thế nào các bác. Bởi vì xin lỗi là nó không có kịch bản gì cả mà, cho nên nói chuyện nó sẽ hơi khó hiểu một tí. Tức là cách đây khoảng hơn 3 năm ấy, tôi với anh Thêm có thử nghiệm cái chuyến đầu tiên thịt gác bếp ở nhà là đợt đấy chúng tôi làm bằng thịt con lợn rừng cơ. Làm thử một nghiệm một chuyến đầu tiên trong đời ấy là làm ở nhà. Thì lúc đấy không có những cái dàn hệ thống sấy kiểu này đâu. Chỉ là bằng cái cây nứa mình chặt ra xong mình gác thôi đấy. Tôi có chèn mấy cái ảnh vào các bác biết đấy. Thì là đêm đấy hai anh em tôi ngủ xong là trông cái dàn sấy ngay cạnh. Tức là mình ngủ ngay cạnh dàn sấy nhá. Đêm mùa đông nó lạnh mà. Thế mình ngủ cạnh dàn sấy nó ấm. Thế là hôm nay đêm 9 thì ăn thử nó tuyệt vời. Cảm giác đấy nó sướng lắm các bác ạ. Ăn ban đêm ngồi cạnh dàn sấy xong ăn cái thịt gác bếp. Thế tôi cũng nuốt bỏ thì không biết tả cảm giác cho các bác thế nào, nhưng mà nó có một cái gì đấy nó khó tả lắm. Thì hôm nay tôi bảo anh Thêm là tôi có một chuẩn bị bia sẵn rồi. Thì các bếp thì nhiều lắm các bác, cả một dàn thế này luôn, ăn thoải mái. Thì bây giờ tôi sẽ chọn ra vài miếng các bác nhá. Đợi anh Thêm làm một tí nữa xong mình chọn ra vài miếng để tí nữa mình ngồi mình uống bia nha. Nói chung là nói hết sức bé thôi chứ tôi không nói to được đâu đêm mà. Đây này, để tôi lấy thử một miếng cho các bác xem này. Nó sẽ rất là nóng đấy nha. Đây các bác nhìn thấy nó nét chưa? Đây là một miếng thịt gác bếp đang bắt đầu cảm giác sắp được. Anh Thêm phải kiểm tra thì mới biết được. Chứ còn tôi nhìn thế này không biết ở đâu. Bởi vì tay tôi cầm cái ảnh phải bóp vào nó. Nó mềm thì là vẫn chưa được. Nó phải cứng cứng rồi thì bắt đầu mới được các bác ạ. Những cái mà anh Thêm nhặt ra cái rổ kia là được hết rồi đấy. Các bác chuẩn bị ra uống bia cùng anh em tôi nhá. Tôi chuẩn bị ở ngoài kia rồi đấy. Để một lát nữa là xin anh Thêm một miếng. Đây này các bác này. Một rổ đầu tiên đã ra khỏi lò rồi. Tức là những cái miếng nó bé bé này là ra trước, còn những cái miếng to thì vẫn đang ở trên nhá. Còn đến sáng mai cơ, lâu lắm. Nên là cái này là ta sẽ chọn ra hai miếng trước. Một miếng thôi nhỉ. Xin một miếng vừa vừa xong là mình bê ra góc kia mình rót bia các bác nhá. Đây toàn bộ cái rổ to này. Đi đâu được bây giờ. Miếng này có vẻ là hợp lý đấy các bác ạ. Xoát lắp ánh đèn nó. Đây này. Miếng này là hợp lý này. Mang ra góc kia xong là mình chuẩn bị bia luôn. Đây. Các bác thấy không? Cái bột mà khén với cái khói đấy. Đầy bia đây rồi. Xin lỗi là tôi nhắc lại là tôi nói chuyện rất là bé. Bởi vì là bây giờ đang rất khuya trên bản các bác nhá. Chị Trăn chị vừa dậy rồi đấy. Thay ca nhau ngủ để trông dàn sấy. Để tôi bỏ bia rồi đã. Cái bia này tôi mất công mang từ Hà Nội lên đây. Nên tôi gói rất là cẩn thận. Cái này các bác có thể nhận ra ngay là tôi hay thường. Chúng tôi hay gói cái lọ hạt dổi với các cái chai rượu cho các bác. Chai mật ong cho các bác ấy. Băng dính đấy ở cửa hàng. Đây. Bia Hà Nội, à quên, bia Sài Gòn. Thịt trâu thì từ miền Tây Bắc chuyển về Sài Gòn, chuyển về Hà Nội xong gửi vào Sài Gòn. Bia thì từ Sài Gòn thì chuyển ra Hà Nội mang lên Tây Bắc. Cốc đây, cốc anh Thêm đây, mà tôi rót trước một cốc nữa các bác nha. Xin lỗi là cốc nó hơi hoa hoét một tí thôi, nhưng mà không có cốc khác, có mỗi cái cốc này.
Các bác nghe cái tiếng mở bia này. Tôi dí sát vào camera này. Các bác nghe nha. Đó, các bác nghe thấy không? Phẹp một phát. Nhưng vấn đề bây giờ là rót thế nào cho nó khỏi bị bọt mới là vấn đề. Tôi không phải chuyên gia lắm. Thế này à? Các bác nhìn xem này. Đấy. Đẹp chưa? Đấy, bia nó phải thế này. Đấy, đấy. Rồi, thêm một tí nữa đi. Đây các bác này. Đầu tiên quay phim trong cái bóng đêm thế này đấy. Có ánh sáng của cái đèn duy nhất tôi đeo trên đầu. Anh Thêm ơi, chuẩn bị đi. Anh Thêm đang xuống rồi. Nước chấm thì cũng đơn giản là tôi chuẩn bị hai thứ nước chấm. Một là cái ma khén với lại hạt dồi mệt ớt mà tôi tặng kèm các bác. Chỉ có ma khén hạt dồi thôi nhá. Các bác về phải cho thêm muối với lại ớt vào với tí nước vào là cái bát này. Còn cái bát này là tương ớt. Bác nào cũng thích chấm kiểu gì thì tùy. Bỏ tạm ở đây đã. Thế này nhá. Còn đây này. Xin lỗi là bỏ tạm ba nước chấm xuống đã, nó hơi vướng một tí các bác. Bỏ cái này xuống tí đã. Tạm thời để các bác nhìn thế này thôi. Đây. Bia với lại thịt trâu như thế này. Nào, mời các bác này. Em Thêm ra xem em nhem nhem khán giả. Thịt trâu mà ăn, nói chung là thịt gác bếp ngồi cạnh. Mở cửa lò, ngồi cạnh dàn sấy này nó ấm lắm các bác ạ. Úi da, bỏ này đi đổ phát thì mất ăn đấy. Úi, được rồi. Đây các bác nha, nói bé bé nha, nói to thằng Toàn nó sang đấy. Thằng Toàn nó mò sang bây giờ đấy. Mình ăn từ cái đầu bé đi các bác nhá. Nó còn đang nóng đấy mà. Ui giời. Ui giời. Miếng này cho em miếng gì mà cứng thế. À đâu em chọn đấy chứ. Ui. Ôi. À. Các bác có nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt không? Luôn hai anh em nhậu bên lò sấy. Nhìn đẹp ác đấy này. Đây là rót cho anh Thêm này. Tôi rót lại cho anh Thêm để các bác nhìn này, cái cốc bia này. Chị đâu, mạnh tay quá này. Cốc hoa hoét thế. Chị đâu toàn bỏ rồi. Rồi. Nước bắt chấm. Cái gì? Nước chấm này. Có chứ. Các bạn nghe có sướng không? Ngon thế này. Ngon. Ngon. Mời các bác nha. Dài. Còn bia nhiều mà. Thử đi xem nào. Hôm nay con này có vẻ non mà. Chỉ cần nó. Tương ớt này. Lần đầu tiên quay phim kiểu này không biết nhìn nó có nét không đấy. Nên này các bác này nhớ dùng tôi là cái mà khén hạt dồi tặng kèm là phải cho một ít ớt nhá. Hơi khó nhìn một tí. Tôi chấm lên nhìn cho nó rõ này.
Đấy, ớt với mắc khén nó rồi ở đầu rồi này. Đây các bác nha. Cay không? Đâu. Hả? Chấm tương ớt. Chấm tương ớt á? À ừ nhỉ, cái này. Thế chứ, cay không? Cay á. Đấy các bác nhìn xem. Thì các bếp chúng tôi làm thì tôi đã nói từ rất nhiều lần rồi, chúng tôi làm không bao giờ nó khô cứng nữa các bác ạ. Nó vừa tầm thôi. Đến khi bỏ tủ lạnh xong nó đông đá rồi các bác ăn, các bác bỏ ra các bác giã đông cái là ăn rất là ngon luôn. Cái thịt các bếp này này, nhiều bác ăn ấy, cái phần ngoài này này cứ chê, nhưng mà thật ra cái phần ngoài này là cái phần ăn sướng nhất đấy các bác này. Nó có cái vị mà khén, vị ớt vào nó ngấm vào tê hết mồm luôn. Nhưng bê Toàn không thiệt không? Thằng Toàn hôm nay mà nó biết thì mò sang. Nó mò sang. Đuối thôi các bác ạ, thằng Toàn nó say suốt từ chiều đến giờ. Mẹ nhà nó liên hoan cái gì, tôi không dám sang vì tôi tối nay tôi phải trông cái này với anh thêm. Sang thì ngất luôn, không về được đâu. Còn là nhiều bác có thể là quen chấm tương ớt nhá. Thì các bác chấm thịt trâu góc bếp với thịt bò góc bếp với cái tương ớt cũng khá là hợp luôn. Đây, mỗi tội là nó sẽ hơi cay cay một tí. Đấy, nhìn này này, vừa bia, hành đèn đâu đấy, bia này, thịt trâu góc bếp này. Nhưng mà cái tương ớt này ăn nó cũng chua chua, nhưng mà chính cái này đỡ ngán đấy nhỉ. Tôi đừng nhìn có người thịt ớt. Hơi cay cay một tí. Ôi đi. Còn anh thêm sáng thức đến sáng mai các bạn ạ. Tôi thì còn được ngủ sớm một tí chứ còn. Hết. Hôm nọ có một người ở ngoài thơm. Hôm nọ có một là một bạn ở Nhật nhá. Mua sang bên Nhật ăn xong là xé ra như thế này này. Xé nhỏ ra. Xong là cho quả chanh vào đây. Vắt chanh. Vắt chanh xong là cho các cái gia vị khác vào xong là ăn. Chắc cũng ngon đấy. Thế còn bây giờ thì tôi hỏi các bác cái này. Nhiều bác cứ nói là không biết thịt trâu hay thịt lợn hay là thịt bò gì cả. Thật ra mỗi loại thịt nó có một cái phân biệt riêng. Hôm tới tôi sẽ làm một cái video nào đó mà tôi sẽ lấy một miếng thịt lợn nuôi này, một miếng thịt lợn rừng này, một miếng thịt bò này và một miếng thịt trâu ra, xong là tôi tất cả đều các bếp nhá, xong tôi chỉ cho các bác biết phân biệt từng thứ một. Thịt trâu các bếp nó sẽ có những cái đặc điểm riêng, thịt bò các bếp nó có đặc điểm riêng của thớ này, thịt lợn thế, thịt lợn rừng, thịt lợn nhà nó cũng đều khác nhau hoàn toàn luôn. Nhưng mà trâu bị bệnh hay trâu không bị bệnh thì không phân biệt được. Thật sự luôn các bác, bọn tôi làm nghề tôi nói thật sự luôn đấy, là thịt trâu bị bệnh hay không bị bệnh không phân biệt được, do người làm thôi chứ còn khi gác bếp ra rồi ăn không phân biệt được. Nhưng mà sợ lắm, thịt trâu bị bệnh bây giờ nó có cái bệnh nào ăn nhiều khi nó nguy hiểm đến tính mạng chúng ta, ví dụ như cái bệnh thán à, thán hay than, tôi ít trùng thán à, nhiệt thán, nhiệt thán, bệnh ăn tử vong mà không ai dám ăn đâu. Thế mà nó vẫn bán thì những người ăn không biết đấy. Nó tuồn đi đâu ai biết được, thì bọn làm thì nó cũng bán. Nó mang thì nó xào nấu xong thì không ai biết nhỉ. Ai biết được. Mình làm sạch. Xin lỗi các bác có thể nghe thấy anh em tôi ăn sột soạt soạt không? Bởi vì là đêm mà âm thanh nó vắng, mình quay thế này. Để tôi quay lại một tí này, cả hai anh em tôi đang ngồi này, không ai nhìn thấy ai đâu. Tôi mòm luôn, thấy mỗi cái thịt trâu gặp bếp thôi, được chưa? Gần hết một lon rồi, uống vừa phải thôi các bạn. Để biết được cảm giác nó ngồi cạnh bếp thế nào. Bây giờ tôi tắt điện luôn, ngồi uống rượu bên thêm. Coi như tạm biệt các bác luôn nha các bác. Thịt trâu này cứ tập hợp vài anh em lại xong ngồi. Nói chung là nhẹ nhàng thôi, tắt luôn này. Tối thế này. Hả? Tối, không mông đèn tối.
Trứng bên này sướng hơn. Cái nào? Trứng bên này sướng hơn. Nó tê mồm. Cây và cây và tê.